Rồi, chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với mọi người cái tiếng mực nước. Hôm nay mình giới thiệu con Samsung F2. Thì con này có tính năng là thoát nước trong cái hồ ra. Nước đầy thì nó thoát. Khi mà nước thấp thì nó ngưng máy bơm đi. Nước đầy nó bơm. Nước đầy nó bơm ra. Nước vượt xuống thấp thì nó không bơm nữa. Khi mà vì có một sự cố nào đó, nước nó dâng cao lên, nước nó dâng cao mà nó bơm không kịp á, nó sẽ báo, nó có tiếp điểm nó báo và làm. Rồi bắt đầu mình vô chi tiết. Thì cái con Samsung F2 này á, nó có cái CPU Samsung F2, hai cái relay. Cái relay này á, mình relay cuối cùng bên này á, là cái relay mà để cho cái máy bơm ngừng là do con relay này. Còn cái con relay này Samsung F gạch G11, gạch gạch 11 bên đây á, con ở giữa này nè, thì nó là con delay cho cái alarm. Cái alarm á là đại khái là cái chân cao nhất trên đây, cái chân E4 là mức cao nhất, mức khi mà mực nước đây, đây là cái hồ của mình đây, đây cái hồ của mình này, cái hồ mình đây, như đây là cái chân cái đáy hồ nè, mức thấp nè, mức cao nè, quá cao nè. À, khi mà nước á, bắt đầu nó dâng lên, nào phải nói tới cái điện áp cái đã. Con này mình đấu điện áp mình phải cẩn thận. Nó ghi điện áp đây là AC 110 và 220. Thì nó có hai cái cách đấu như vậy. Đấu á X0 và X2. Đó, X0 X1 đó thì mấy cái đấu dây này thì trong cái sơ đồ nó có viết. Mình phải đấu đúng, tại vì nó không phải là auto vol mà là do cách đấu của mình, nó có hai cấp điện áp cái đấu riêng nha. Rồi thì mình sẽ mô phỏng mình dùng 3-4 sợi dây điện đó, chân E4, chân E1, chân E2 và cái cổng dài nhất á, là cái E3, là cái cây này sẽ dài bằng cái lượng cái bằng cái hồ của mình nè đó. Còn mấy cái chân này á, E4, E1, E2 này thì tùy cái mức mình sử dụng như thế nào đó mà mình lắp vô. Đó. Nhà chân chân cái chân E3 này là cái cọc nước cọc này là dài nhất nè. Đó, thì cái ti nóc á, mình mua cái ti nóc mình nối lại mỗi cây là 1 mét thì cọc nối là sẵn hết. Thì đây mình mô phỏng thì mình dùng sợi dây điện đại khái đây là cái mức nước. Đây là cái mức nước nó sẽ dâng lên nè. Thì nó lợi dụng cái tính dẫn điện của nước. Cái dòng điện trong này nó rất là nhỏ, mình có thể gờ thoải mái, nó không giật nên rất là an tâm so với mình dùng phao nước phao cơ mình bán ở chợ rất là rẻ rẻ nguy hiểm lắm. Thì bây giờ ha, giờ mình phỏng thử nha. Đó, bây giờ nước nó thấp rồi, là bình thường đầu nước nó dâng lên tới E2, tới cọc E2 là mức thấp, mừng dâng lên tới cái E1, dâng lên tới cái E1 đó, đèn này đã sáng rồi nè, đèn này nó sáng chứng tỏ là nó bắt đầu nó thoát nước rồi đó, bắt đầu nó cấp nguồn điện cho máy bơm để máy bơm thoát nước ra, thì máy bơm thoát nước, thúc mực nước hạ xuống khỏi mức E1, thì nó vẫn còn bơm ra. Khi nào mà mực nước nó giảm xuống qua mức E2 luôn, đó, đây là mức E2 nè. Đó, mức E2, qua mức E2 luôn. Thì bắt đầu nó mới ngưng nó mới bơm đi. Đó, nó ngưng mới bơm ha. Đèn này đã tắt. Đó. Thì cái mà mình nói thêm á, là cái E3 này á, là cái chung nè. Thì mình làm cái cây ti nóc dài bằng cái chiều dài của cái hồ. Nếu mà cái hồ mình là hồ kim mà là cái thùng bằng kim loại hay gì đó thì mình có thể tận dụng luôn cái thùng kim loại đấu trực tiếp vô cái E3 này luôn, làm cái chân mát đó. Rồi đây mình quay thử cho nha. Đó, mình có 4 chân vậy ha, E4, E1, E2, E3. Rồi bắt đầu khi đầu nước nó dâng trở lên lại nè, lại để mình quay lên nha. Đây, khi nước nó dâng lên
dâng lên, nó dâng đụng E2 thì máy bơm vẫn chưa hoạt động, bắt đầu nó khi mà nước nó dâng lên đụng E1 luôn, nó mất cao trên này nè, đừng đụng nó đụng E1 đầu bắt đầu máy bơm nó bơm rồi đó, nó bơm thoát ra, nó thoát nước ra vì một cái lý do nào đó mà nước của mình nó quá nhiều đi, máy bơm nó bơm không kịp, nó đụng lên chân E4 như đây luôn, đụng lên chân E4 đây luôn thì nè mình xem nha, đó đụng luôn rồi đụng luôn thì máy bơm vẫn tiếp tục bơm nè để bơm thoát ra nè, đồng thời cái con relay ở đây nó sáng rồi nè, để nó relay sáng là tương đương với cái tiếp điểm nó đóng để nó báo cái alarm nào đó, hoặc là có thể là nó sẽ cấp luôn cho một cái máy bơm lớn nữa để hỗ trợ cho máy bơm bên đây. Thì đây là con 61F GT2. Cảm ơn các bạn.